Kính thưa quý vị, mới đây, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh Whitmore, trong đó có 2 trường hợp là trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa và một người lớn tại tỉnh Đắk Lắk. Các ca bệnh này được ghi nhận bởi Bệnh viện Nhi Trung ương và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm. Căn bệnh truyền nhiễm Whitmore có thể vẫn còn rất lạ lẫm đối với nhiều người. Vậy những triệu chứng của Whitmore là gì? Mức độ nguy hiểm ra sao? Và ngành y tế Việt Nam đã có những ứng phó nào? Hãy cùng Trúc Huỳnh tìm hiểu những thông tin ngay sau đây. Bệnh Whitmore là gì? Cục Y tế Dự phòng cho biết, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này sống trong đất và nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập vào cơ thể, chủ yếu qua da khi có vết thương hở, tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc nước bị nhiễm loại vi khuẩn này. Hiện chưa có bằng chứng về việc lây truyền vi khuẩn từ người sang người hoặc từ động vật sang người. Tại Việt Nam, ca bệnh Whitmore đầu tiên được ghi nhận vào năm 1925 tại Sài Gòn, sau đó xuất hiện rải rác ở một số địa phương. Bệnh được điều trị bằng cách sử dụng các kháng sinh có nhạy cảm với chủng B. pseudomallei và điều trị các triệu chứng, biến chứng kèm theo, đồng thời chăm sóc, điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Hiện tại, căn bệnh này vẫn chưa có vaccine phòng ngừa. Bệnh Whitmore nguy hiểm ra sao? Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh Whitmore, còn có tên gọi khác là bệnh Melioidosis, là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch nhưng có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và có thể tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt ở những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch. Vi khuẩn Whitmore sẽ phát triển trong môi trường bị ô nhiễm. Vì thế, cần phải chú ý những vấn đề về vệ sinh môi trường xung quanh để tránh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore. Các biện pháp phòng bệnh Whitmore. Các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn hoặc là trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, làm sạch hoàn toàn vết rách da, trầy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín uống chín. Thưa quý vị, trước diễn biến của loại bệnh truyền nhiễm này, Cục Y tế Dự phòng đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế hai tỉnh Thanh Hóa và Đắk Lắk vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, đề nghị chủ động phòng chống hiệu quả đối với bệnh Whitmore trên địa bàn hai tỉnh. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội cho biết đã ghi nhận một số ca bệnh Whitmore nặng phải nhập viện điều trị dài ngày, trong đó có trường hợp nữ bệnh nhân bị vi khuẩn gây bệnh Whitmore tấn công và ăn mòn cánh mũi. Tại một số địa phương thì gần đây cũng có các trường hợp mắc bệnh Whitmore và dự báo là sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc ở nhiều địa phương, nhất là tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi phát triển. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến diễn biến bệnh Whitmore và gửi đến quý vị tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức của kênh YouTube Báo Thanh Niên.